Thưa quý vị, với những nguyên nhân cơ bản như thủ tục thanh lý phải qua nhiều khâu, nhiều đơn vị liên quan, người vi phạm bỏ phương tiện đã khiến tình trạng các loại phương tiện quá hạn, xử lý vi phạm giao thông tồn tại số lượng ngày một tăng. Không chỉ làm thất thoát ngân sách, tình trạng này còn gây nhiều lãng phí đối với công tác bảo quản, thanh lý phương tiện đã cũ nát khi phải lưu giữ quá lâu. Sau đây là phản ánh của phóng viên. Khu vực tạm giữ phương tiện vi phạm giao thông tại trụ sở công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Hàng trăm phương tiện vi phạm giao thông cũ nát, hư hỏng nằm phơi nắng, phơi mưa như thế này. Do lượng phương tiện vi phạm ngày một tăng, cán bộ đội cảnh sát giao thông tại đây đã phải tận dụng mọi vị trí còn trống trong khuôn viên cơ quan để giữ xe. Cái lượng xe vi phạm thì nó nhiều và để qua cái thời gian nó dài, mà bên cạnh đó là cái diện tích khuôn viên của công an quận, cho dù là đội cảnh sát giao thông trật tự là đã tận dụng rất là nhiều nhưng mà cũng không có thể nào mà đáp ứng được cái nhu cầu để chứa được cái xe vi phạm mà có lượng lớn như vậy. Quá tải các bãi tạm giữ xe vi phạm giao thông là tình trạng chung tại điểm giữ xe vi phạm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên là do nhiều chủ phương tiện không đến cơ quan chức năng để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Các phương tiện tịch thu là những phương tiện vi phạm hành chính có cái mức tiền phạt cao, ví dụ như cái lỗi là vi phạm nồng độ cồn, điều khiển xe bằng một bánh, đối với xe hai bánh, lạng lách đánh võng. Trong khi đó cái giá trị phương tiện tạm giữ là có mức tiền có giá trị sử dụng tài sản thấp. Theo quy định, người vi phạm không đến nhận thì phương tiện sẽ được thanh lý. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những khó khăn của lực lượng chức năng, bởi công tác này phải trải qua hàng loạt các thủ tục như xác minh nguồn gốc, giám định, thông báo, sau đó mới đến các bước hóa giá. Trong khi đó, công việc này không có cán bộ chuyên trách, khiến việc thanh lý một lượng lớn xe vi phạm tốn rất nhiều thời gian. Vì là lực lượng là bán chuyên trách nên do vậy là cái thời gian kéo dài phải cộng thêm cái phối hợp với các cái lực lượng cơ quan chức năng khác mà mình để mình thanh lý một cái lô xe đó tốn rất nhiều thời gian, có thể là trong vòng một năm hoặc có thể là hơn một năm. Việc người vi phạm không nhận lại phương tiện không chỉ gây thất thoát ngân sách mà còn gây tốn kém trong việc trông giữ, điều tra, xác minh để phục vụ công tác bán đấu giá theo quy định. Bởi những phương tiện này quá cũ nát, chỉ có thể bán phế liệu nên có thể nói tiền thu được không đủ bù cho các chi phí liên quan.